Hello, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn khỏe không? Cảm ơn các bạn đã đến channel Nhịp Sống Cali nhé. Hôm nay là thứ hai, ngày 25 tháng 5, 2020. Hiện bây giờ là mình đang ở thành phố Tracy, California nha các bạn. Bây giờ mình đang ở thành phố Tracy đó, nhưng mà mình đang chuẩn bị, mình đang trên đường đó. Mình chạy về thành phố San Jose nha các bạn. Hồi sáng mình chạy lên thành phố Tracy đó, mình đi làm công chuyện đó các bạn. Thì bây giờ mình trên đường mình chạy về nhà đây. Hôm nay là lễ Memorial Day nha các bạn. Ở bên Mỹ cái lễ Memorial Day nó cũng lớn lắm. Đó thì cái lễ này thường thường là người ta ở nhà, người ta đi chơi với gia đình, bạn bè rồi đó. Người ta làm barbecue rồi, người ta đi biển hay là người ta đi đâu chơi rồi đó. Đó thì bây giờ bên mấy cái tiểu bang đó, mấy cái ông nhà nước đó, ổng cho họ đi chơi ở ngoài biển rồi đó. Họ mở mấy cái biển lại rồi đó để cho mấy người người ta đi chơi đó. Chứ mà đóng ngoài người ta khùng điên lên, người ta đi biểu tình đó, thì bây giờ họ mới mở cửa ra, mở mấy cái biển đồ ra cho họ đi chơi. Đó thì các bạn mà lên tin tức đó, thì các bạn thấy đó, nhiều người người ta đang ra ngoài biển người ta chơi. Tại vì hôm nay nóng quá các bạn ơi. Hôm nay thì hơn gần 100 độ luôn nha các bạn. Bên Mỹ đó, bên thành phố Tracy thì nó nóng dữ lắm. Đó thì bây giờ mình cũng đang chạy về San Jose đó, thì San Jose nó cũng nóng dữ, nó cũng gần 100 độ đây. Đó thì sẵn mình đang chạy về nhà đó, thì mình quay luôn cái đường cái cho các bạn coi cái tình hình hiện bây giờ làm sao đó. Với mình muốn chia sẻ cho các bạn cái dịch, cái vụ COVID-19, mấy cái ca nhiễm với mấy cái người, mấy cái số người chết đó. Mà trước khi mình chia sẻ cái dịch COVID-19 đó, thì có cái tin tức mới đó, thì mới mấy ngày trước đó, thì có mấy người Việt Nam mình mới bị chết cho cái vụ COVID-19 nha các bạn. Cái đó là ba người chết nha. Người mẹ, người ba, rồi thêm một người đứa con nữa. Nhưng mà mấy người đó thì cũng lớn tuổi rồi, cũng 80 mấy tuổi rồi. Còn cái người con thì cũng 50 mấy tuổi rồi. Bên tiểu bang Massachusetts hay là bên đâu đó, nhưng mà nó bên tiểu bang đó đó, thì cũng là người Việt Nam mình chết cho cái vụ COVID-19 đó nha các bạn. Đó thì cái đó là cái tin tức mới nhất nha. Cái đó thì mình muốn chia sẻ cho các bạn đó. Rồi bây giờ mình muốn chia sẻ cái số ca nhiễm với số người chết đây. Hiện bây giờ toàn thế giới là có hơn 5.500.000 ca nhiễm, hơn 347.000 người chết nha các bạn. Cái đó là toàn thế giới đó. Rồi bây giờ mình chia sẻ cho các bạn mấy cái nước mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất. Hiện bây giờ đang đứng đầu là USA. USA là United States of America, là bên Mỹ nha các bạn. Hiện bây giờ bên Mỹ là có hơn 1.700.000 ca nhiễm, rồi gần 100.000 người chết luôn nha các bạn. Đó, ghê gớm như vậy đó, gần 100.000 luôn đó các bạn. Hôm nay thì chết 505 người. Hôm nay thì chết ít hơn hôm qua với chết ít hơn hôm kia. Đó, nhưng mà vẫn cũng nhiều nha các bạn. Tại mấy trăm người là cũng nhiều lắm, mà trong một ngày là quá nhiều luôn. Rồi đứng nhì là nước Brazil. Hiện bây giờ Brazil là có hơn 376.000 ca nhiễm, hơn 23.500 người chết, rồi 806 người chết hôm nay. Wow, Brazil bây giờ chết nhiều người hơn bên Mỹ luôn nha các bạn. Ghê gớm như vậy đó. Rồi đứng ba là Russia. Russia hiện bây giờ có hơn 353.000 ca nhiễm, hơn 3.600 người chết, rồi 92 người chết hôm nay. Đứng tư là Spain. Spain hiện bây giờ có hơn 282.000 ca nhiễm, hơn 26.000 người chết. Rồi hôm nay thì không có số người nào chết hôm nay nha các bạn. Rồi tiếp theo là UK. Hiện bây giờ UK có hơn 261.000 ca nhiễm, hơn 36.900 người chết, rồi 121 người chết hôm nay. Italy hiện bây giờ có hơn 230.000 ca nhiễm, hơn 32.800 người chết, rồi 92 người chết hôm nay. France hiện bây giờ có hơn 182.000 ca nhiễm,
hơn 28.000 người chết rồi 65 người chết hôm nay. Đó thì cái đó là mấy cái nước mà có nhiều ca nhiễm nhất á, với nhiều người chết nhất nha các bạn. Cái đó mình muốn chia sẻ cho các bạn đó. Các bạn mà muốn biết thêm chi tiết cho mấy cái nước khác đó thì các bạn nhớ lên cái website worldometers.info/coronavirus. Cái đó là cái website mình đang đọc đấy nha các bạn. Ok, bây giờ mình chia sẻ cho các bạn bên nước Mỹ nha. Cái tiểu bang mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất đây. Hiện bây giờ đang đứng đầu là tiểu bang New York. New York hiện bây giờ có hơn 372.000 ca nhiễm, rồi hơn 29.000 người chết. Hôm nay thì 79 người chết hôm nay. Đứng nhì là New Jersey. Hiện bây giờ New Jersey có hơn 156.000 ca nhiễm, hơn 11.000 người chết, rồi 16 người chết hôm nay. Đứng ba là Illinois. Hiện bây giờ tiểu bang Illinois có hơn 112.000 ca nhiễm, hơn 4.800 người chết, rồi 28 người chết hôm nay. Đứng tư là cái tiểu bang mình đang ở nha các bạn, là tiểu bang California. Hiện bây giờ đang có hơn 96.000 ca nhiễm, hơn 3.800 người chết, rồi 19 người chết hôm nay nha các bạn. Đó là mấy cái tiểu bang mà có nhiều ca nhiễm đó, với nhiều người chết đó nha các bạn. Cũng như nãy mình nói đó, các bạn muốn biết thêm chi tiết đó, các bạn nhớ lên cái website mình đang đọc là worldometers.info/coronavirus nha các bạn, nếu mà các bạn muốn biết thêm chi tiết. Ok, bây giờ mình đang trên đường, vẫn trên đường chạy về San Jose nha các bạn. Từ Tracy mà chạy về San Jose là cũng 45 phút tới 1 tiếng nha các bạn. Đó, miễn mà bị kẹt xe đó, có nhiều người ta ở bên Tracy đó, người ta chạy về San Jose, người ta đi làm đó, rồi từ San Jose chạy về Tracy đó thì thường thường là 45 phút tới 1 tiếng. Nhưng mà miễn mà ngày mà kẹt xe đó là cũng có thể tới 2 tiếng là nha các bạn. Tại vì nhiều người ta ở Tracy đó, tại vì bên Tracy thì nhà cửa nó rẻ hơn San Jose. Miễn mà các bạn mà muốn giá tỷ mua nhà mà bên Tracy thì có thể mấy cái nhà nó bán 400.000 tới 500.000 tiền đô la đó, thì cái mấy cái nhà đó là cỡ tới gần 1 triệu đồng ở bên San Jose đó. Thì bởi vì nhiều người ta dọn lên Tracy người ta ở rồi, người ta chạy về lại khu San Jose người ta làm đó. Thì cái ngày mà nó kẹt xe đó thì nó cũng lâu lắm, chạy xe nó cũng lâu lắm, cũng 2 tiếng mới về tới nhà nha các bạn, tại nó kẹt dữ lắm. Đó là vậy đó. Bây giờ mình vẫn đang chạy về nha, mình đang trên cái đèo đó. Giờ mình đang chạy về đây.
Ok các bạn, bây giờ mình chạy sắp sửa tới thành phố San Jose đó, sắp sửa tới nhà rồi đó các bạn, cỡ 15 phút nữa là tới nhà nhé. Các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình, nhớ comment, like, share và subscribe nha các bạn. Kế bên cái nút subscribe đó, nó có cái chuông đó, các bạn nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó, thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi channel Nhịp Sống Cali. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay. Có gì mình gặp sau. Bye bye.